Đêm nhạc ra mắt sách Sống như bông pháo hoa diễn ra tối qua tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Lương Nguyệt Anh, Minh Đức. Chương trình được thể hiện dưới nhiều câu chuyện nhỏ. Mỗi đoạn kể chuyện sẽ là một trích đoạn hội thoại với nội dung chủ đạo của mỗi chương sách trong cuốn sách của hai nhân vật bên một bàn trà. Sống như bông pháo hoa là một triết lý sống, đó là khi làm bất cứ điều gì, hãy đốt cháy mình như bông pháo hoa, không để lại bất cứ chút gì của bản thân. Làm từng việc nhỏ với tình yêu bất tận. Ruby Nguyễn tin tưởng cuốn sách sẽ đem đến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.